Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online Thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh học toán online đăng tải video lên Các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh học toán online Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn toán lớp 3 trang 12 Bài ôn tập về giải toán Đầu tiên, là bài tập số 1. Đội 1 trồng được 230 cây. Đội 2 trồng được nhiều hơn đội 1 là 90 cây. Hỏi đội 2 trồng được bao nhiêu cây? Thì đầu tiên chúng ta tóm tắt nội dung của bài toán. Đội 1 trồng được 230 cây đội 2 trồng được nhiều hơn đội 1 là 90 cây. Đội 2 trồng được nhiều hơn đội 1 như vậy. Số cây mà đội 2 trồng được chúng ta sẽ biểu thị bằng đoạn thẳng dài hơn. Nhiều hơn thì sẽ được biểu thị bằng và thẳng dài hơn. Và cụ thể là nhiều hơn 90 cây. Rồi, bài toán hỏi là đội 2 trồng được bao nhiêu cây? Đội 2 trồng được bao nhiêu cây? Thì theo sơ đồ tóm tắt, chúng ta nhận thấy số cây mà đội 2 trồng được là nhiều hơn số cây của đội 1 là 90 cây. Tức là muốn tìm số cây của đội 2 trồng được thì chúng ta lấy số cây của đội 1 là 230 cây nhiều hơn là 90 cây. Như vậy các em cộng thêm 90. Các em nhớ bài toán mà cho là nhiều hơn thì chúng ta cộng, mà ít hơn thì chúng ta trừ đi. Như vậy chúng ta sẽ giải bài toán là như sau. Số cây đội 2 trồng được là Số cây đội 2 trồng được nhiều hơn số cây của đội 1 là 90 cây. Như vậy thì em lấy số cây của đội 1 trồng được là 230 cây. Nhiều hơn là 90 cây. Như vậy các em cộng thêm 90. Thì 230 cộng với 90, các em lấy dây nháp ra, các em đặt tính và thực hiện phép tính. 0 cộng 0 bằng 0. 3 cộng 9 bằng 12 viết 2 như 1. 2 thêm 1 bằng 3. Rồi như vậy là số cây đội 2 trồng được là 320 cây. Và chúng ta có đáp số là 320 cây. Rồi tiếp theo các em sang bài tập số 2. Một cửa hàng buổi sáng bán được 635 lít xăng. Buổi chiều bán được ít hơn Buổi sáng là 128 lít xăng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng? Thì đầu tiên chúng ta cũng tóm tắt nội dung của bài toán. Buổi sáng bán được 635 lít. Buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng là 128 lít. Buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng như vậy số lít xăng mà buổi chiều bán được Các em sẽ biểu thị bằng đoạn thẳng ngắn hơn Ít hơn thì các em biểu thị bằng đoạn thẳng ngắn hơn Và cụ thể ngắn hơn là bao nhiêu Ngắn hơn là 128 lít Rồi hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng Rồi như vậy chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng là 128 lít. Như vậy muốn tính số lít xăng buổi chiều mà cửa hàng bán được thì em lấy số lít xăng mà buổi sáng bán được là 635 lít. Trừ đi ít hơn là 128 lít, như vậy em trừ đi 128 lít. Số lít xăng cửa hàng bán được trong buổi chiều là 635 trừ đi 128. 635 trừ đi 128 bằng bao nhiêu? 5 không trừ được 8, lấy 15 trừ 8 bằng bằng 7, viết 7 như 1. 2 thêm 1 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0. 6 trừ 1 bằng bằng 5. Như vậy bằng 507 lít. Và ở đây chúng ta có đáp số là 507 lít. Các em nhớ nhé. Nhiều hơn thì các em cộng mà ít hơn thì các em trừ nặng hơn thì các em cộng mà nhẹ hơn thì các em trừ rồi tiếp theo các em sang bài tập số 3 giải bài toán theo mẫu a nhỏ hàng trên có 7 quả cam hàng dưới có 5 quả cam hỏi hàng trên có nhiều hơn hàng dưới là mấy quả cam hàng trên có 1 2 3 4 5 6 7 Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới chỉ có 5 quả thôi. 1 2 3 4 5. Người ta hỏi hàng trên nhiều hơn hàng dưới là mấy quả cam? Thì ở đây theo quan sát hình vẽ chúng ta nhận ra ngay là hàng trên nhiều hơn hàng dưới là 2 quả cam. Làm sao chúng ta tìm được là 2 quả cam? Thì các em sẽ thực hiện phép tính là lấy số quả cam ở hàng trên là 7 trừ đi số quả cam ở hàng dưới là 5. 7 trừ 5 bằng 2. Như vậy là các em sẽ tìm được hàng trên nhiều hơn hàng dưới là hai quả cam. Rồi chúng ta sẽ giải bài này như sau số cam ở hàng trên nhiều hơn số cam ở hàng dưới là 7 trừ 5 bằng bằng 2 quả và chúng ta có đáp số là là 2 quả cam. Các em nhớ là muốn tìm số lớn lớn hơn số bé là bao nhiêu đơn vị thì các em lấy số lớn trừ đi số bé. Ví dụ ở đây muốn tìm 7 lớn hơn 5 là mấy đơn vị thì các em lấy 7 trừ 5. Hoặc là muốn tìm 5 bé hơn 7 là mấy đơn vị thì các em cũng lấy 7 trừ 5. Tức là muốn tìm số lớn lớn hơn số bé là bao nhiêu đơn vị hay là chúng ta có cách nói khác là muốn tìm số bé bé hơn số lớn là bao nhiêu đơn vị thì các em cứ lấy số lớn trừ đi số bé. Muốn tìm số cam ở hàng trên nhiều hơn số cam ở hàng dưới là bao nhiêu quả thì các em lấy số cam ở hàng trên là số lớn trừ đi số cam ở hàng dưới là số bé 7 trừ 5 bằng 2 hoặc là bài toán này có cách hỏi khác là số cam ở hàng dưới ít hơn số cam ở hàng trên là bao nhiêu quả thì các em cũng lấy số cam ở hàng trên trừ đi số cam ở hàng dưới 7 trừ 5 bằng, bằng 2 quả Rồi tiếp theo các em sang câu B Lớp 3A có 19 bạn nữ và 16 bạn nam Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là bao nhiêu? Chúng ta tóm tắt bài toán như sau. Số bạn nữ là 19 bạn. Số bạn nam là 16 bạn. Rồi, hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là bao nhiêu? Bài toán này cũng có cách hỏi thứ hai là hỏi số bạn nam ít hơn số bạn nữ là bao nhiêu? Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam thì số bạn nam phải phải ít hơn số bạn nữ. Bài toán này hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là bao nhiêu bạn? Thì có cách hỏi thứ hai là số bạn nam ít hơn số bạn nữ là bao nhiêu bạn? Thì các em cứ lấy số lớn trừ đi số bé thôi. 19 trừ đi 16. Đây cái phần ít hơn là bao nhiêu này? Các em lấy 19 trừ đi 16 thì ra cái phần này. Rồi cụ thể chúng ta sẽ giải bài toán là như sau, số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là 19. em có lấy số lớn trừ đi số bé. 19 trừ đi 16 bằng bằng 3 bạn. Như vậy chúng ta có đáp số là là 3 bạn. Rồi bài toán này người ta không hỏi như vậy mà người ta hỏi là số bạn nam ít hơn số bạn nữ là bao nhiêu bạn? Thì chúng ta cũng trả lời là số bạn nam ít hơn số bạn nữ là 19 trừ 16 bằng bằng 3, 3 bạn. Rồi tiếp theo em sang bài tập số 4. Bao gạo cân nặng 50 kg, bao ngô cân nặng 35 kg, hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo là bao nhiêu kg. Thì đầu tiên chúng ta tóm tắt bài toán. Bao gạo là 50 kg. Bao ngô cân nặng là 35 kg. Người ta hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo. Nhẹ hơn bao gạo là bao nhiêu kg? Hoặc là bài toán này cũng có cách hỏi thứ hai là hỏi bao gạo nặng hơn bao ngô là bao nhiêu kg? Bao ngô nhẹ hơn thì bao gạo sẽ nặng hơn. Cách hỏi thứ hai là bao gạo nặng hơn là bao nhiêu kg? Thì các em cứ lấy số lớn trừ số bé thôi. Bài toán hỏi nặng hơn bao nhiêu hay là nhẹ hơn bao nhiêu? Nhiều hơn bao nhiêu hay là ít hơn bao nhiêu? Thì các em cứ lấy số lớn trừ số bé. Ở đây số lớn là 50, số bé là 35. Bao ngô nhẹ hơn bao gạo là 50 35. 0 không trừ 5, em lấy 10 5 bằng 5, viết 5 như 1, 3 thêm 1 bằng 4, và lấy 5 4 bằng 1. Như vậy là bằng 15 kg. Đáp số là 15 kg. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Like và chia sẻ video để nhận được những video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Và các em có thể xem các video về tiếng Việt nước ba tại kênh Thành đô Vlog. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.